Tôi chạy xe và tôi vừa chạy tôi khóc. Tôi đem cái gốc của từ cái trang về khóc về tới nhà luôn. Tôi mà bắt chiếu một mình tôi chạy. Tôi làm cái gì tôi khóc hoài. Anh tỉnh. Ngày hôm nay tôi mới không ra mà tôi cũng còn gạo ba chén mà tôi gấp cái đũa miếng đồ ăn vô chén nữa. Tôi chịu không có nổi luôn. Thằng à, nó làm đó không? Nó nghe dặn tôi đi ăn uống 17 đại niệm bồ lợi bỏ tủ. Tôi ăn uống tôi ít nào đại đồ lắm. Ngày nào cũng chữ la mừng đó. Bây giờ không còn nữa. Nó hàng ngày gấp cơm, cúng cơm bồng với cái chén cơm, gấp miếng đồ ăn vô trong chén. Là mỗi tôi cúng cơm là tôi gấp. Bây giờ mà tôi chịu nói. Ai chờ bây giờ kêu bỏ tôi. Dạ tôi, nó ngồi sau lưng tôi mà, nó không nói tôi vậy. Tôi quá trời. Bây giờ còn tâm tình bà. Mặt nàng là chồng về, tôi nhẹ. Năm nay năm nay rồi không biết như thế nào thầy nhưng mà tôi khóc dài dài đằng thật tôi vô mà tôi chạy mà ngắm ghế tôi khóc thì cũng về tới đây luôn. Ngã cầm tôi quát lắm tôi không muốn rơi nước mắt mà nhưng cái chị không muốn nói tôi mới khóc.